Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên hành trình khám phá lịch sử thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, vũ trụ này rộng lớn bao la và sự hiểu biết của con người là có giới hạn. Vì vậy, thực chất rất nhiều điều mà chúng ta không hề biết đến. Đặc biệt, người ngoài hành tinh, những người sống và tồn tại ngoài trái đất liệu có thật hay không vẫn là câu hỏi lớn gây tranh cãi gay gắt. Nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến người ngoài hành tinh bị cho là đã được giấu nhẹm đi. Mới đây, các tổ chức nghiên cứu vật thể bay không xác định đã công bố lời kêu gọi tham gia vào sáng kiến quốc tế nhằm kêu gọi chính phủ các nước hàng đầu thế giới, trước tiên là Mỹ, mở những tài liệu mật về người ngoài hành tinh để nhân loại cuối cùng cũng biết được rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Họ đồng thời tiết lộ một điều hãi hùng về xác của những người ngoài hành tinh trong một thảm họa vũ trụ. Chi tiết sẽ được tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Đĩa bay bị vỡ, tài liệu được nói đến mang tên gọi tuyên bố Roswell, bởi ở chính địa điểm nhỏ bé Roswell gần nửa thế kỷ trước đây đã xảy ra thảm họa vũ trụ. Lúc đó, trong sa mạc ở Tây Nam nước Mỹ đã xảy ra cuộc đụng độ, có thể ảnh hưởng đáng kể đến số phận của nhân loại. Điều này được giới quân sự thông báo, nhưng sau đó họ lại phủ nhận chính mình. Vào đầu tháng 7 năm 1947, người nông dân tên là Mark Brazo sống ở New Mexico ra sân vào lúc sáng sớm để kiểm tra đàn cừu sau cơn giông ban đêm. Ông đã phát hiện ra những mảnh vỡ khác thường. Chiều dài của chúng phải đến hàng trăm mét. Chúng đã làm thành những vệt rãnh đều đặn trên mặt đất và nằm xung quanh với số lượng lớn. Brazo nhặt vài mảnh, định cho hàng xóm xem và đưa cho cảnh sát trưởng Julia Vipkos. Cảnh sát trưởng đã liên lạc với căn cứ không quân ở Jovel. Khi tới hiện trường, giới quân sự đã gạt hết cảnh sát ra ngoài, bao vây một vòng dây đặc quanh khu vực và đưa đi tất cả những gì được tìm thấy ở đó. Họ chở những mảnh này về Jovel, sau đó dùng máy bay B-29 và S-54 chuyển chúng tới một địa điểm ở bang Ohio. Tại căn cứ ở Jovel lúc bấy giờ có trung đoàn máy bay ném bom số 509, lần đầu tiên được trang bị bom nguyên tử. Sáng ngày 8 tháng 7 năm 1947, chỉ huy trung đoàn, đại tá William Branca đã ra lệnh chuyển cho báo chí thông báo về việc đã phát hiện được các bộ phận của chiếc đĩa bay bị vỡ. Ngay ngày hôm đó, hơn 30 tờ báo buổi chiều của Mỹ đã đăng thông báo này trong một tin tức gây chấn động. Vài giờ sau, từ văn phòng của tướng Roger Jomay, chỉ huy trưởng lữ đoàn không quân số 8 đóng tại Vos ở Teja, cách xa địa điểm tai nạn đĩa bay hơn 700 km, đã có thông báo thứ hai. Trong thông báo nói rằng sự việc đã bị thổi phồng, rằng trên thực tế, đại tá Branca đã phạm phải điều dại dột khó tin khi nhận bừa khinh khí cầu bình thường trên radar của mình là các bộ phận của thân đĩa bay bị rơi. Hoàn toàn thấy rõ rằng một trong hai thông báo trên báo chí này không phải là sự thật. Nhân chứng là ai? Những người cùng làm việc với William Branca và biết rõ ông đều khẳng định rằng ông là người nghiêm túc và là người của công việc, chứ không phải là kẻ ngu xuẩn nào đó như người ta nói về ông trong thời gian thông báo thứ hai. Nếu như ông không tin tưởng hoàn toàn chắc chắn vào việc sự kiện bi kịch và khó tin đã xảy ra với chiếc đĩa bay bị vỡ, thì ông đã không bao giờ lại cho ra một thông báo như vậy cho báo chí. Toàn bộ đường công danh sau này của William Branca xác nhận tính chính xác của những kết luận về ông. Sau này, ông đã lên đến cấp tướng 4 sao và là phó tham mưu trưởng không quân Mỹ. Nhân chứng đầu tiên, người đã tham gia vào việc nghiên cứu là trung tá phản gián của trung đoàn máy bay ném bom 509 ở Roswell, Jose Marcel. Ông là chuyên gia thuần thục, có uy tín cao và là một trong hai sĩ quan có mặt đầu tiên tại hiện trường tai nạn. Trong một lần trả lời phỏng vấn trong năm 1979, Marcel đã tuyên bố chắc chắn đó không phải là khinh khí cầu. Khi kể về vật liệu được tìm thấy, ông nhận xét, nó không bắt lửa. Chất này gần như không nặng mấy và nó cũng chẳng dày hơn tờ giấy kim loại bọc thuốc lá chút nào. Khi tôi thử bẻ cong nó chẳng bị cong. Lúc ấy, chúng tôi đã dùng chiếc búa 8kg để đục thủng một lỗ trên nó mà không ăn thua gì. Vật liệu này không hề bị tác động. Thật khó mà tưởng tượng một con người được đào tạo và có trình độ nghiệp vụ như Joe Marcel, thêm vào đó còn là sĩ quan phản gián của một trung đoàn không quân duy nhất trên thế giới và lúc bấy giờ có bom nguyên tử trong trang bị, lại có thể nhầm lẫn khinh khí cầu khí tượng với đĩa bay, mà không chỉ trên màn hình radar mà cả sau đó trên mặt đất. Kết luận của ông chỉ dẫn đến một điều, những phần vỏ còn lại này có xuất xứ không phải từ trái đất. Không thể nghi ngờ trình độ chuyên môn của nhân chứng này, bởi sau này, cùng việc thực hiện hàng loạt nhiệm vụ nhà nước quan trọng, ông đã tham gia vào việc chuẩn bị báo cáo mật về vụ nổ nguyên tử đầu tiên ở Liên Xô.
Báo cáo này đã trực tiếp nằm trên bàn làm việc của Tổng thống Mỹ Truman. Chỉ đến năm 1992, nguyên nhân thực sự của việc xuất hiện thông báo thứ hai trên báo chí của giới quân sự bãi bỏ thông báo đầu tiên mới được sáng tỏ. Trước khi chết, tướng Thomas Debus đã thú nhận rằng năm 1947, tại căn cứ không quân của lữ đoàn số 8 ở Texas, đích thân ông đã nhận qua điện thoại mệnh lệnh của tướng Clement McMillan từ Washington về việc cần phải che giấu sự kiện đĩa bay bị rơi. Trong chỉ thị cho tướng Romney, người ta đề nghị phải nghĩ ra những lý do để che đậy vấn đề này để báo chí rời bỏ chúng ta. Năm 1990, cả tướng Edson, năm 1947, ông mới chỉ là trung úy và đã tham gia vào việc thử nghiệm vật liệu mảnh đĩa bay vỡ ở phòng thí nghiệm bang Ohio cũng bắt đầu lên tiếng. Theo khẳng định của ông, mọi thử nghiệm có thể đều đã được tiến hành. Các phân tích hóa học, cắt đứt, uốn cong, nén, ép. Tất cả những ai tham gia vào các cuộc thử nghiệm này đều thống nhất đi đến kết luận rằng vật liệu này đến với trái đất từ vũ trụ. Xác chết kỳ lạ. Glenn Dennis là một người xử lý xác chết. Hiện nay ông vẫn sống ở ngoại ô Rovell. Là một doanh nhân khả kính và tham gia công việc của xã hội, ông có chính kiến của mình và không nghiêng về những điều bịa đặt. Trước đây, khi còn trai trẻ, Glenn đã làm việc tại nhà xác và xử lý các xác chết. Cơ sở này đã có hợp đồng với không quân Mỹ về việc trợ giúp xử lý xác chết. Ngay từ trước khi ông được biết về những bí mật của đĩa bay bị vỡ, từ đơn vị không quân, viên sĩ quan chuyên về vấn đề mai táng đã gọi điện cho ông và hỏi phải bảo quản các xác chết đã ở trong những điều kiện khí quyển ngoài trời mấy ngày rồi như thế nào là tốt nhất. Chiều hôm đó, Glenn đến quân y viện của đơn vị có việc gì đó. Cạnh cửa phụ từ phía ngược lại của tòa nhà, ông nhìn thấy hai nhân viên quân sự của phòng thí nghiệm. Họ đang mang những vật lạ nào đó, trên bề mặt của chúng có những biểu tượng lạ lùng. Vừa bước vào quân y viện, ông gặp ngay cô y tá quen biết. Định nói chuyện với cô một lát, thì ngay lúc đó, ông bị cảnh sát quân sự phát hiện và bị họ đuổi ra khỏi tòa nhà. Ngày hôm sau, Glenn gặp cô y tá trong thành phố. Cô đã kể cho Glenn chuyện gì đã xảy ra trong quân y viện. Vốn là người theo tôn giáo điềm đạm và bình tĩnh, vậy mà vào thời điểm đó, cô gần như bị chấn động thần kinh. Cô kể, người ta ra lệnh cho cô trợ giúp hai bác sĩ, những người đang xử lý vài vật thể nhỏ bé, không phải con người. Cô nhìn thấy một vật thể ở trong tình trạng không tồi tệ lắm, còn những vật khác bị phân nhỏ ra. Bởi vậy, có thể nhận thấy rõ những khác biệt về giải phẫu với con người. Quý vị thân mến, thậm chí cô y tá còn phác họa lên chiếc khăn giấy những phần thi thể riêng biệt của các sinh vật này trông như thế nào. Glenn sau này không còn được gặp cô nữa. Hai ngày sau đó, cô bị điều động khẩn cấp sang làm việc ở Anh. Không chỉ riêng gì cô y tá, người xử lý xác chết Glenn, rất nhiều người sau đó bị đe dọa nếu tiết lộ những gì chứng kiến. Vậy cuối cùng, vụ việc này sẽ bị chìm trong quá khứ hay có tia sáng nào cho những hoang mang của nhân loại? Chúng tôi sẽ giải đáp ở phần tiếp theo của video ngay sau đây. Bí mật bằng mọi giá. Phần chủ yếu của đĩa bay bị vỡ rơi ở gần trang trại của Brazil. Nhưng như sau này được xác định, những nhà nghiên cứu quân sự còn tìm được một phần nữa cách xa nơi ở. Theo xác nhận của những người chứng kiến, tại địa điểm đó còn phát hiện được các vật thể lạ. Phần lớn nhân chứng cho đến giờ vẫn cảm thấy sợ hãi trước hình phạt từ phía chính quyền. Không chỉ Glenn Dennis mà những người khác cũng bị đe dọa trừng phạt về thể xác. Theo lời các thành viên gia đình của cảnh sát trưởng Vip Scott, nhân những sự kiện này, Vip Scott đã cảnh báo vợ rằng ông và cả gia đình sẽ bị chết nếu như ông có ý định nói ra điều mình đã nhìn thấy vào bất cứ khi nào. Giới quân sự đã bắt giữ Max Brazil cả một tuần và chỉ thả ông ra sau khi ông thề giữ bí mật. Ông không nói với gia đình về đĩa bay bị vỡ thêm một lần nào nữa trong cuộc đời. Các nhà quân sự đã thu của ông tất cả những gì ông đã nhặt tại địa điểm tai nạn và muốn cho hàng xóm xem. Sau đó mấy tháng, họ cũng tịch thu nốt những mẩu vỡ nhỏ của đĩa bay mà con trai ông đã tìm thấy và tập trung lại ở ngoài đồng. Thêm những tia sáng. Soi sáng thêm cho toàn bộ câu chuyện này là những tài liệu được Bộ Quốc phòng Bỉ công bố vào năm 1991. Đó là những bằng chứng radar của hai chiếc máy bay tiêm kích F-16 của không quân Bỉ được lệnh theo dõi vật thể bay không xác định. Thêm vào đó là những số liệu của 4 radar quân sự trên mặt đất, theo dõi tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh, cũng như nhiều tuyên bố của các công dân và cảnh sát. Vào lúc bấy giờ, các radar của căn cứ không quân của Bỉ đã ghi nhận được vật thể bay không xác định. Các máy bay tiêm kích đánh chặn F-16 đã cất cánh. Khi máy bay tới gần vật thể bay, nó đột ngột tăng tốc và nhanh chóng thoát khỏi những chiếc máy bay truy kích. Vật thể lạ chuyển động với tốc độ chưa từng thấy. Theo lời tướng Brover của NATO,
không một phi công nào trên thế giới có thể chịu được sự quá tải xuất hiện khi chuyển động với tốc độ như vậy. Các chuyên gia của Bỉ từ NATO cho rằng vật thể rõ ràng có xuất xứ ngoài trái đất. Người ngoài hành tinh có thật hay không? Mục đích của họ đến trái đất là gì? Theo một số thông tin đưa ra trên mạng, dấu vết của người ngoài hành tinh được một số nơi trên thế giới phát hiện ra. Đĩa bay, vật thể lạ hình tam giác, những vầng sáng kỳ lạ lần lượt được phát hiện. Trước vô vàn chứng cứ về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh, có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi liệu rằng họ đến trái đất với mục đích gì? Có một vài ý kiến được đưa ra. Thứ nhất, họ, người ngoài hành tinh, có thể là bạn của chúng ta. Một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về việc những vị khách từ xa kia đang tìm cách liên lạc với chúng ta. Thế nhưng bởi vì chúng ta chưa đủ năng lực để thấu hiểu và giải mã được những tín hiệu phản hồi từ họ. Liệu rằng giả thuyết này có quá lạc quan hay không? Đó còn là một dấu hỏi lớn không có lời giải đáp. Và thứ hai, vị khách từ xa kia không có mục đích thân thiện như chúng ta vẫn nghĩ. Giả sử vũ trụ bao la, rộng lớn của chúng ta là một mảnh đất, nơi chúng ta sinh sống hàng ngày và hằng hà sa số giải ngân hà cùng tỷ tỷ tiểu hành tinh, vệ tinh là một đoàn thể hay một cá thể sống trên mảnh đất đó. Có ai dám bảo đảm rằng trong từng cá thể sinh sống trên mảnh đất này không mang trong lòng những ý nghĩ có lợi cho riêng mình? Quý vị và các bạn thân mến, những bí ẩn về người ngoài hành tinh đến nay vẫn còn là câu hỏi lớn khiến thế giới phải vò đầu bứt tai. Do đó, nếu quý vị tin vào những người ngoài hành tinh, hãy chia sẻ những quan điểm suy nghĩ của mình cho chúng tôi cùng biết. Chương trình của chúng tôi đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.